Sao lá thì là một cái loài thú cổ đại, nó còn tồn tại ở trong vịnh, đó là cái loài đặc hữu chỉ có ở khu vực Trung Trường Sơn và khu vực miền Nam của Lào. Giới khoa học mà phát hiện và ghi nhận đó một loài mới thì vào năm 1992 mới phát hiện, mới ghi nhận đó một loài mới. Tất nhiên nó đã tồn tại trong khu vực này rất lâu, nó đang đối diện với rất là nhiều mối đe dọa như là việc săn bắt đặc bẫy, sự việc chia cắt sinh cảnh, vân vân. Theo hướng tây lên cái dòng ni, lên dòng ni lần theo cái dấu vết cái đường đi xong rồi mình cắt xuống cái apart, mình kiểm tra khu vực luôn. Bao lại đi, bỏ cho nên đi. Con tẹt mạnh là để em ký. Để mà tìm thấy phát hiện sâu la thì chúng tôi có rất là nhiều cái biện pháp. Chúng tôi tiến hành điều tra chuyên sâu sâu la với sự hỗ trợ của các chuyên gia trong nước và quốc tế. Chúng tôi có rất là nhiều cái trang thiết bị hỗ trợ, thì chúng tôi có cái GPS, chúng tôi có bản đồ, chúng tôi có la bàn và chúng tôi có cái kinh nghiệm của các cái anh bảo vệ rừng, bởi vì anh là cả anh là hầu hết là người địa phương. Cái GPS nó ngoài cái việc là giúp chúng tôi định vị được cái vị trí chúng ta đang ở đâu thì đó cũng là một cái vị trí nó cũng giúp lại cái vị trí của bầy ảnh chúng tôi đặt ở đâu, sao la phát hiện ở đâu, các cái loài động vật hoang dã phát hiện ở đâu. Một trong những cái nỗ lực để mà phát hiện trở lại sao lá thì chúng tôi có một áp dụng một cái phương pháp, đó là chúng tôi thu thập các cái mẫu vắt ở trong cái vùng sinh cảnh của sao lá. Chúng tôi gửi cái mẫu vắt này sang ở Trung Quốc và Đức để mà phân tích ADN và xác định nếu như trong cái ADN con vắt đó có tồn tại ADN của sao lá thì nghĩa rằng trong cái vùng đó có phân bổ sao lá. Để mà thu vắt thì chúng tôi có hai cái chương trình. Thứ nhất là kết hợp cả các cái đội tuần tra, họ vừa tuần tra vừa thu vắt ở trên diện rộng của khu bảo tồn sao la. Và một cái nữa là chúng tôi tổ chức thu vắt trong cái quá trình thiết lập bẫy ảnh. Hiện nay thì có hoạt động thu vắt ở trên hiện trường thì chúng tôi đã dừng lại và chúng tôi đang đợi kết quả phân tích. Trong rừng được 2 tháng. Một rồi. Cái hoạt động nó đã mang đến cái thành quả ngọt ngào cho chúng tôi, đó là hoạt động thiết lập bẫy ảnh ở trong khu bảo tồn sao la. Thì vào tháng 9 năm 2013 thì hệ thống bẫy ảnh của chúng tôi đã phát hiện trở lại sao la sau 15 năm nỗ lực với rất nhiều nỗ lực của đất lạ Việt Nam cũng như là cả các ban ngành liên quan ở hai tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Nam. Bẫy ảnh thì về nguyên lý hoạt động của nó là dựa trên cái nguyên tắc là cảm biến nhiệt. Thì đó là một bản tự động chúng tôi đặt trong rừng, thì khi có bất kể cái loài động vật nào đi qua thì nó sẽ tự động nó ghi nhận lại hình ảnh. Và cái hoạt động bẫy ảnh thì chúng tôi làm thường xuyên liên tục từ khi bắt đầu đến nay. Hiện nay thì cái hệ thống bẫy ảnh hiện nay chúng tôi đang duy trì là khoảng 22 cái đang hoạt động ở trong rừng.